Nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em mời cả nhà cùng vào thăm cái vườn táo cây nuôi cây nhỡ nhà em nhé. Đây là vườn táo cây nuôi, hiện tại thì cây nào cũng có quả và cây thì cao từ 1m2 đến 1m5 và cây nào cũng có sẵn quả nha các bác nhé. Cô bác anh chị và các bạn về trồng cái loại này thì mình sẽ được ăn quả luôn trên cây, và cô bác anh chị trồng đến cuối năm là mình cũng sẽ được thu hoạch những cái quả như thế này. Đây là em quay cho cô bác anh chị và các bạn xem cái cây nhà em nuôi ở trong cái bầu. Chỉ nuôi ở trong bầu thôi nhưng mà nó cũng rất là sai quả và quả rất to rồi. Cho nên cô bác anh chị và các bạn khi mà mình trồng cái táo này thì cứ yên tâm một điều là đây là một loại táo rất là ngon, trái to, đặc biệt là cái độ ngọt cao. Thêm nữa là nó rất là giòn, chứ nó không bị bở như những cái loại táo khác. Hiện tại thì táo Lê Đài Loan này là cái loại táo mà đáng trồng nhất hiện nay. Giá thành cây giống thì cũng không phải là quá đắt. Và cây thì cực kỳ là dễ trồng, dễ chăm sóc, phát triển khỏe mạnh, ít khi bị sâu bệnh ạ. Đây là toàn bộ vườn táo mà em muốn giới thiệu với cô bác, anh chị và các bạn hôm nay nhé. Đây là toàn bộ vườn táo choai. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn trồng chuẩn cây, chuẩn giống thì xin mời cô bác, anh chị và các bạn đến tận trang trại. Em sẽ cho cô bác, anh chị và các bạn xem và ăn thử những cái trái táo ở trên cây như thế này. Táo này là nhà em nói chung là cái chế độ chăm sóc thì cũng không cao lắm, tại vì nuôi ở trong bầu. Đây em sẽ quay một cái bầu cho cô bác, anh chị và các bạn xem. Cái bầu thì nó cũng không quá to. Bầu thì 25 cm, bầu thì 25 đến 30 cm thôi. Và cái chiều cao của cái đất ở trong bầu này thì cũng chỉ có khoảng 20 cm thôi. Nói chung là đất thì không có nhiều. Tuy nhiên là những cái trái táo ấy thì cũng rất là to. Trái táo thì cũng rất là to. Đặc biệt là sai nhá các bác nhá, cực kỳ là sai luôn. Táo Đài Loan này khi chín thì có cái màu vàng rất là đẹp. Đặc biệt là cái táo này ăn thì cực kỳ là giòn luôn. Nếu cô bác anh chị và các bạn ở gần khu vực Hà Nội có thể đến được vườn thì cô bác anh chị và các bạn đến tận vườn tham quan và mình ăn thử quả trên cây luôn nhá. Hiện tại thì cây đang rất là sai quả. Cây nào cũng rất sai nha các bác nhá. Và cũng đang bắt đầu vào chín rồi. Vườn em hiện tại thì có vài ngàn cây cho cô bác, anh chị và các bạn đến tham quan xem và thưởng thức ạ. Đây là một băng này. Và đây em bây giờ em đi sang bên kia cho mọi người xem. Bên kia cũng có một băng nữa. Rất là sai luôn. Đây. Nghĩa là sai đến nỗi mà những cái cành nó xóa hết cả xuống đất luôn nha các bác nhé. Nguyên quả là quả. Đây là cây nhà em nuôi thời gian ngắn và nuôi ở trong bầu. Vì thế mà thứ nhất là cái đất ăn cũng không nhiều. Đất ăn cũng không nhiều. Và cái chất dinh dưỡng thì chắc là cũng không thể đảm bảo bằng mình, cô bác, anh chị và các bạn trồng ra đất được. Táo này thì các bác có thể trồng vào chậu. Táo này thì các bác có thể trồng vào chậu nhá. Bên này là có một băng nữa, cũng táo này. Đó. Và bên đây. Đây là có nhiều những cái cây mà quả nó chín. Các cô thợ, các cô ấy cũng đã vặt nhiều nhiều rồi đấy. Tuy nhiên là cũng vẫn còn rất nhiều. Còn rất nhiều cho cô bác, anh chị và các bạn đến tham quan và ăn thử táo tại vườn. Đây có cây bé xíu nhưng mà rất là sai. Đây nha các bác nha. Rất là sai quả luôn ạ.
À, còn đây là chanh vàng. Đây là chanh vàng nhà em đang trồng choai. À, đi vào đây thì hơi gai góc một chút. Quả rất là to luôn. À, những cái quả này thì chỉ 8 quả một cân thôi. Chỉ 8 quả một cân thôi nha các bác nhé. Cô bác anh chị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu hoặc là trồng táo năm nay, vụ cây năm nay thì liên hệ trực tiếp số 0977 516 966, em sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho cô bác anh chị và các bạn theo số lượng cũng như là từng loại giống táo ạ. Còn nếu cô bác anh chị và các bạn cần mua những cái loại táo mà đã ra quả như thế này để yên tâm là mình mua chắc chắn là được cái giống táo ngon nhất đấy, thì cô bác anh chị và các bạn có thể lựa chọn cái cây to này. Nếu cô bác anh chị và các bạn ở gần khu vực Hà Nội thì các bác có thể đến tận nơi các bác chọn cây nhé. Cây này thì nhà em cả bán sỉ, cả bán sỉ và cả bán lẻ. Cây này nhà em cả bán sỉ và bán lẻ nha các bác nhé. Rất sai quả luôn. Hiện tại thì vườn cũng còn rất nhiều quả. Quả to cực kỳ luôn ạ. Số lượng thì còn rất nhiều, thoải mái cho cô bác anh chị và các bạn lấy sỉ số lượng lớn ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ. Cô bác anh chị và các bạn xem kênh cần tư vấn về kỹ thuật chăm sóc đối với mọi loại cây thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em số 0977 516 966. Em sẽ tư vấn cụ thể từng kỹ thuật của từng loại cây cho cô bác anh chị và các bạn tham khảo ạ.